Ở công ty tôi á thì cũng đang thí nghiệm hoa cúc sấy khô, nhưng mà chỉ là đang thí nghiệm thôi, chưa có thực hiện được. À, hay là hôm nào anh rảnh á, anh ghé công ty tôi xem thử. Công ty tôi cũng làm hoa hồng sấy khô, thành công được mấy năm rồi đó. Vậy thì hay quá, nhất định tôi sẽ xem và sẽ học hỏi. Tôi cũng có vài đề án gì ướp qua. Ướp hoa hả? Thôi dự án này mới quá, ướp hoa vậy mà lại khó hơn là sấy khô hoa đó. Bây giờ anh có rảnh không? Cũng rảnh. Hay là hai đứa mình đi uống cà phê rồi ngồi nói chuyện. Tôi cũng muốn nghe dự án về ướp hoa của anh. Thật sự tôi xin lỗi, vì tôi có cảm giác mình bị lừa và không được tôn trọng. Trước khi đến đó, ba tôi cũng không hề nói gì hết. Đây lại là chuyện hệ trọng. Ba Lan sao rồi? Ba tôi ổn rồi. Tôi cũng không trách anh, tôi hiểu mà. Thật ra tính của tôi cũng rất là thẳng thắn. Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của anh và tình yêu của cô gái đó. Cô ấy thật là hạnh phúc khi được anh yêu. Thực sự tôi cảm giác được hạnh phúc vì được cô ấy chấp nhận tình yêu của tôi. Cả gia đình cô ấy rất ấm áp dù đã trải qua nhiều biến cố. Nói như vậy chắc chắn anh và cô ấy đã trải qua nhiều gian khổ. Cô ấy là bạn học của tôi. Tôi chắc chắn là cô ấy xinh đẹp và giỏi lắm. 4 năm trước tôi cũng có một tình yêu như vậy. Chỉ tiếc là không còn nữa. Không biết khi nào tôi mới có lại tình yêu như vậy nữa. Cho nên tôi rất là ngưỡng mộ tình yêu của anh. Thôi, mình nói chuyện khác đi.